chào quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Sáng nay ngày 5 tháng 3, đoàn giám sát số 1 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện chuyên đề giám sát kết quả thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị tại huyện Tiên Lữ giai đoạn 2021-2025. Đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra thực địa hai dự án đường là đường tránh quốc lộ 38 tại xã Hải Triều và đường DH92 qua địa bàn xã Minh Phượng. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của huyện trong thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí đề nghị huyện cần làm tốt công tác quy hoạch và triển khai có hiệu quả các kế hoạch xây dựng giao thông và đô thị. Chú trọng làm tốt các dự án trọng điểm, trong đó có đường Tân Phúc Võng Phan, đường tránh quốc lộ 38. Các ý kiến tham gia góp ý trong buổi giám sát sẽ được tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên tổ chức tọa đàm doanh nghiệp tiếp cận đổi mới sáng tạo để thích ứng cạnh tranh và hội nhập giai đoạn tăng tốc. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung về đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, cụ thể như vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo của đầu tư mạo hiểm, vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và đề xuất vai trò của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của doanh nghiệp, những mô hình kinh doanh tiêu biểu, những cơ hội cho phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cũng tại tọa đàm, ban tổ chức đã giới thiệu về cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, hướng dẫn đăng ký dự thi. Ngày 5 tháng 3, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Yên Mỹ phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên buổi hiến máu đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang cùng nhân dân các xã thị trấn trong huyện tham gia. Kết quả đã có trên 700 người tình nguyện hiến được gần 600 đơn vị máu. Những đơn vị có số lượng người tham gia hiến máu đông như ngành giáo dục và đào tạo, công an huyện. Chuyển sang những thông tin thời sự khác. Khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3 trên tuyến quốc lộ 2 đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong. Tai nạn xảy ra khi xe ô tô khách dừng nằm chạy tuyến cố định từ Hà Giang đi Hà Nội mang biển số 23F00058 đã va chạm với xe container mang biển số 15C07526 chạy theo chiều ngược lại. Ngoài 5 người đã tử vong, còn có 5 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân là đoàn khách từ tỉnh Long An đang trên đường về sân bay Nội Bài sau khi đi du lịch tại cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thông tin ban đầu, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết nguyên nhân tai nạn là do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại. Theo người dân địa phương, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông. Tại đây thường xuyên xảy ra va chạm giữa các phương tiện. Sáng nay ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan. Trong vụ án này, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can còn lại có 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Các bị cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB, thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan bị cáo buộc được thực hiện như một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 304.000 tỷ đồng. Sáng nay, ngày 5 tháng 3, một số ứng dụng theo dõi chất lượng không khí ghi nhận thủ đô Hà Nội ô nhiễm nhất trên thế giới. Theo kết quả trên ứng dụng Evision, chỉ số chất lượng không khí AQ tại Hà Nội sáng nay là 241, thuộc ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe và người dân nên hạn chế ra ngoài. Kết quả này cho thấy Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong sáng nay, đồng thời là thành phố duy nhất ô nhiễm lên tới ngưỡng tím trong danh sách hơn 100 thành phố được ứng dụng này theo dõi.
Ngoài ra, kết quả theo dõi của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ghi nhận ô nhiễm phổ biến ở Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên. Theo dự báo, đến ngày 7 tháng 3, sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, giúp chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện. Tối ngày 9 tháng 3 tới đây, người dân thủ đô sẽ một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái hay còn gọi là drone trên bầu trời đêm Hồ Tây. Sẽ có khoảng 200 máy bay không người lái trình diễn trong chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ với chủ đề Jetton Hà Nội 2024, sắc hương Tây Hồ. Màn trình diễn drone bắt đầu từ 21:30 ngày 9 tháng 3, kéo dài khoảng 15 phút, trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ hoặc dòng chữ hương sắc Tây Hồ, Jetton Hà Nội 2024. Ngày 8 tháng 3, ban tổ chức sẽ tổng duyệt chương trình. Chuyển sang phần tin quốc tế, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã để ngỏ khả năng mở lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích suốt 10 năm qua. Phát biểu khi đang thăm thành phố Melbourne, Australia, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định nếu có bằng chứng thuyết phục, Malaysia chắc chắn sẽ mở lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi khoảng 500 người là thân nhân của những hành khách trên chuyến bay MH370 đã tập trung tại một sự kiện ở thủ đô Kuala Lumpur để tưởng nhớ người thân của họ. Tại đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia đã khẳng định chính phủ vẫn cam kết nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Sau khi chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 239 hành khách đang trong hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Sự phát triển không bền vững đang đe dọa sức khỏe cũng như tính đa dạng của quần thể cá ở khu vực sông Mekong khi 1/5 số loài cá sinh sống tại đây đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Đây là cảnh báo vừa được các nhà bảo tồn tự nhiên thế giới đưa ra trong báo cáo công bố ngày 4 tháng 3. Theo báo cáo do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phối hợp cùng 25 nhóm bảo tồn thiên nhiên và thủy sinh toàn cầu biên soạn, khoảng 19% trong gần 1.150 loài ở sông Mekong đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đáng chú ý, trong số này có tới 18 loài được liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp, bao gồm hai loài cá da trơn lớn nhất thế giới, cá chép lớn nhất thế giới và cá đuối nước ngọt khổng lồ. Báo cáo nhấn mạnh, các mối đe dọa đối với các loài cá tại sông Mekong bao gồm mất môi trường sống, chuyển đổi vùng đất ngập nước sang nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, khai thác cát không bền vững, du nhập các loài xâm lấn, biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ và các đập thủy điện chia cắt dòng chảy của sông và các nhánh của sông Mekong. Bắt đầu từ tháng 4 tới, xe đạp điện có tốc độ cao phải được gắn đồng hồ đo tốc độ ở Thụy Sĩ. Đây là quy định mới được ban hành và triển khai tại quốc gia châu Âu này. Theo đó, lái xe mà không có đồng hồ đo tốc độ sẽ phải đối diện với các mức phạt. Bên cạnh đó, còn có các quy định giao thông đường bộ mới liên quan tới kỳ thi sát hạch đối với người lái xe đạp điện có tốc độ cao. Theo thông báo, các quy định mới sẽ kiểm tra mắt, khám sức khỏe liên quan tới khả năng lái xe sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 3. Từ 75 tuổi, việc khám sức khỏe là điều kiện tiên quyết để lấy bằng lái xe. Trước đây, các yêu cầu này được áp dụng ở độ tuổi 65. Với địa hình đồi núi và quan điểm hướng về môi trường, nhiều người Thụy Sĩ đã chọn xe điện. Nhiều người Thụy Sĩ đã chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển thông thường. Bên cạnh các loại xe đạp truyền thống, xe đạp điện ở Thụy Sĩ có những mẫu cho phép người lái xe với tốc độ lên tới 40 km/h. Lần đầu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây, người dân Nhật Bản được ngắm nhìn một cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú mà họ gọi là gấu trúc hoàng hôn. Góc nhìn hoàn hảo để ngắm nhìn sự kiện đặc biệt này là từ một bảo tàng khoa học thiên văn ở thành phố Akashi, phía tây của Nhật Bản. Kênh NHK đưa tin, cảnh tượng kỳ thú đã xuất hiện ở tháp Anten của thành phố Akashi, tỉnh Hyogo, Nhật Bản hôm 1 tháng 3 vừa qua. Cảnh tượng này là sự kết hợp của cột Anten hình tròn với mặt trời đang lặn ở đằng sau, tạo hình ảnh giống như đầu của một con gấu trúc khổng lồ. Đài quan sát của Bảo tàng Khoa học Thiên văn thành phố Akashi thường tổ chức các sự kiện quan sát vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm, cho phép công chúng chiêm ngưỡng cảnh quan hoàng hôn gấu trúc khổng lồ, đặc biệt xuất hiện khi mặt trời lặn phủ lên anten của tòa tháp. Tuy
Tuy nhiên, không phải lúc nào hoàng hôn gấu trúc tại đây cũng hoàn hảo như hôm 1 tháng 3. Sự kiện chỉ giới hạn cho 20 người quan sát và những người này thường sẽ được chọn lọc ngẫu nhiên qua bốc thăm. Do vậy, những người được tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này đều vô cùng hào hứng và xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.